Xin chào bà con nha. Hôm nay mình cập nhật lại cái vườn ri sáu nha. Thì hiện tại thì đã đầy mũ xong hết rồi ha. Thì đây thì cũng là ghim sát gốc ha bà con, không có băng keo ha. Thì đa số hiện tại thì một số lá đang muốn nở hết ha bà con. Thì còn một số cây nó ra sao nó hơi lò sọ chút xíu thì không có sao cả nha. Tại mình còn một cửa mầm nữa, thì cứ người nào chưa lùa thì mình sẽ cho nhà vườn phủ ngoài nha bà con. Chứ đa số hiện tại thì lá đã đa số gần nở hết trơn rồi ha. Tại cái năm nay mình cho đẩy mũ sớm nha bà con thấy là hiện tại dàn lá rất là xanh ha, càng tại mầm thì càng ngày cái dàn lá nó sẽ càng xanh dày ha bà con. Thì cái vườn này là gần 200 gốc ha bà con. Thì khi mà phun bệnh xong thì mình sẽ cho tiến hành phun mầm cứ ba ha bà con, để mà thúc dàn lá chúng ta lụa đều xanh dày ha, và cái mầm nó chồi mạnh hơn. Cái này là sau này mà những cái nhánh này mà nuôi trái thì nó sẽ rất là lực ha bà con. Tại cái nhánh này là vụ ba rồi, những cái nhánh nó là những cái nhánh mà nó rất là bự các bà con, nó nuôi trái là cực kỳ tốt phải không, và nó rất là đẹp nữa. Những cây mà càng ngày càng lão lên thì nó sẽ cho trái càng ngày càng đẹp hơn các bà con, tròn và rất là đẹp ha, và đầu trái rất là tốt các bà con. Và kết hợp chúng ta đi thuốc đúng nữa, đủ và nó hiệu quả thì nó sẽ đạt kết quả cực kỳ cao ha. Rồi cái vườn ri sáu này hôm nay đã là bắt lo được khoảng 5 ngày rồi ha. Thì mai và mốt thì bắt đầu sẽ tiến hành cắt phơi các bà con. Thì hiện tại thì cũng đã một số cây thì bắt đầu cũng đã có hiện tượng lúa mầm rồi ha. Thì sẵn hôm nay thì cũng sẽ chia sẻ nhà vườn là sau khi cắt phơi thì chúng ta sẽ có phun nấm bệnh hay không, và chúng ta sẽ phun những loại thuốc nấm bệnh nào ít ảnh hưởng tới cái những cái mầm ngủ ở trong cái nhánh sầu riêng chúng ta ha bà con. Vâng, xin chào bà con. Thì như cái vườn ghi sáu chúng ta thì xem thì hiện tại thì cái vườn đó là bắt lo khoảng 4 ngày rồi. Hiện tại thì ngày thứ 5, ngày thứ 6 thì mình sẽ cho nhà vườn cắt bơi. Thì cắt bơi thì bà con cũng thắc mắc là cắt bơi xong thì mưa này nè, cái thứ hai là những cái chỗ chúng ta cắt bơi đó, chúng ta có phun nấm bệnh được không. Tại bà con cũng sợ là thời điểm này nó nhạy cảm, tại hiện tại khi mà chúng ta làm hai cử rồi mà chúng ta thì mắc lo thì cái thời điểm này là cây sầu riêng nó đã bắt đầu xuất hiện những cái mắc cua, những cái mầm ngủ nó trồi lên nhiều rồi bà con, cái miền trạng một số bà con gọi là miền trạng đó. Thì lúc này thì bà con cũng có thắc mắc là thợ phun thuốc bệnh nó có nóng cái bông hay không, nó có ảnh hưởng tới cái giai đoạn mà cái mắt cua chúng ta nó ra nó lú lên được nhiều không, nó có bị thụt lại không. Thì bà con cũng rất là nhiều. Thì sẵn hôm nay cũng khi mà nhà vườn cắt bơi đó thì cũng sẽ chia sẻ còn một số dòng thuốc bệnh để bà con chúng ta phun. Thứ nhất là chúng ta phun để mà chúng ta ngừa những cái hiện tượng mà xì mũ nè, những cái vết cắt thôi chúng ta đó. Thứ hai nữa là chúng ta rửa để mà chúng ta đến này mưa nhiều ra những cái mắt cua nó mới lú đó bà con, thì nó sẽ sáng hơn, nó tránh hiện tượng nó bị đen lại nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ những cái vấn đề này. Thì thông thường thì mình sẽ chia sẻ con dễ sử dụng nhất đó là cái dòng Hexa. Thứ nhất là bà con dễ tìm, thứ hai là nó phổ rộng mà con, và chúng ta có thể tùy theo cái liều lượng mà chúng ta có thể sử dụng nó dễ hơn. Đây là cái dòng Hexa Conigo 110 SC, đây là của con cò. Thì thông thường nếu mà sau khi mà cái cử cắt bơ xong đó bà con, thì mình sẽ cho nhà vườn phun, tức là phun ở trong rồi rửa mặt ngoài lá luôn. Thứ nhất là chúng ta phun ngoài lá thì nó cũng sẽ giúp dàn lá chúng ta nó xanh, nó dày hơn, nó ngừa nấm bệnh tháng thư luôn mà con, cũng rất là hiệu quả. Và thứ hai chúng ta phun trong thân thì nó cũng sẽ ngừa được cái vấn đề nấm bệnh, và thứ hai thì nó cũng sẽ rửa bông cũng rất là tốt. Nó cũng rất là sáng bông. Đối với nhà vườn nào mà chúng ta phun mà con để ý là chúng ta có thể dùng những cái dòng Hexa này chúng ta rửa bông thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải chú ý cái liều lượng. Có nghĩa là chúng ta đối với nhà vườn chúng ta phun bình thường thì mục đích là chúng ta có thể phun 400-500 lít nước chúng ta phun lá thì là vừa, tại lúc đó chúng ta phòng ngừa nấm bệnh. Mà đối với hiện tại thì cây sầu riêng chúng ta đã có mầm rồi, thì thông thường một chai này cho nhà vườn phun ở sau giai đoạn cắt bơi đó bà con, chúng ta vẫn có thể kết hợp chúng ta phun tạo mầm chung luôn đấy bà con, để cho tiện hơn. Một số bà con phun riêng thì nó cũng sẽ tốt hơn đấy bà con. Thì trung bình một chai một lít này thì mình sẽ cho nhà vườn phun từ 800-1000 lít nước theo con, cho lại phun mặt lá trong, ăn nhánh và mặt lá và ngoài lá luôn đều được hết nha bà con. Nó cũng hiệu quả rất là cao. Còn cái dòng thứ hai mà để chúng ta rửa bông mà chúng ta ngừa nấm bệnh luôn đó, thì nó cái dòng Abaxin. Thì cái dòng này hiện tại mình đã cho xài tới mùa thứ ba rồi và hiệu quả cực kỳ cao, và con dùng cũng rất là nhiều. Thì đây là cái dòng, thì cái dạng Abaxin này thì nó sẽ gồm ba hoạt chất Azithromycin nè, Hexaconazole và Tetracycline. Thì ba cái gốc này nó sẽ phổ rộng nhau và nó hiệu quả cực kỳ cao các con, và nó rất là mạnh. Nó sẽ quản lý được cái vấn đề tháng thư bông nè, nó sẽ vấn đề được cái vấn đề là cháy lá, và nó sẽ được cửa những cái mắt cua mà nó mới trội các con,
những cái mầm mà nó mới trồi ra thì nó sẽ rửa luôn, và nó sẽ hạn chế những cái mầm nó bị đen lại, nó sẽ là giúp cái mầm nó sáng hơn. Mà con cái chất này á, thì ngoài nó ngừa nấm bệnh á, thì nó cũng sẽ giúp cái lá ba nó xanh nó dày hơn nha, cũng hiệu quả rất là cao. Thì những đầy cả vaccine này mình cho sử dụng nhiều cái giai đoạn lắm, ngoài trừ cái giai đoạn bông nè, mặt lá ra nè, thì trái chúng ta vẫn phun được nha, phun trái nó vẫn xanh trái xanh rai, ngừa nấm bệnh cũng là tốt. Thì trung bình á, thì 100 ml vaccine này á, thì mình sẽ cho người phun từ là 150 đến 200 lít nước nha, một phi. Cũng rất hiệu quả ha mọi con. Và cả cái dòng Hexaculio 110 SC này, cái dòng cầu view này, và cái Avaxin này á, thì đối với một số vườn mà chúng ta có bị vấn đề mà nấm hồng á, thì chúng ta phun á, thì nó cũng sẽ phòng ngừa rất là tốt mọi con. Cái sản phẩm thứ ba đó là cái vấn đề khuẩn, nấm khuẩn. Thì đây là cái sản phẩm Carumi, thì cái cấp của nó là Casuramycin. Nó là khi chúng ta phun á, thì nó sẽ lưu dẫn qua thân và rễ rất là mau ha con, và nó sẽ bám dính tốt. Nên chúng ta khi mà chúng ta phòng ngừa nấm bệnh vào mùa mưa này, thì mà chúng ta phun mà cắt bơi rồi đó, chúng ta một số ngừa một số hiện tượng nấm bệnh như thời điểm này á, nấm luộc và con thấy là nó sẽ lâu lâu sẽ có một cây, một hai cây nó bị như tạt sâu á, chúng ta phun này á, thì nó cũng sẽ quản lý được cực kỳ là tốt. Và nó khi chúng ta phun sau khi cắt bơi á, thì nó cũng sẽ rửa những cái mắc cua, những cái mầm mới lên đó con, cũng sẽ sáng hơn, nó không có bị đen lại ha. Còn sản phẩm thứ tư đó là cái massage. Thì cái massage này nó sẽ gồm hai cái hoạt chất phòng trừ nấm, thứ nhất là tebuconazole nè, thứ hai là acetobin. Thì hai cái hoạt chất này thì nó sẽ phòng nấm cực tốt, và nó lưu dẫn lâu, và nó phòng rất là mạnh nha con. Có những thời điểm mà chúng ta mua nhiều mà chúng ta cắt bơi này thì nó phòng ngừa cực kỳ tốt, nó sẽ quản lý được cái vấn đề là tháng thư nè, đối với cái thời đoạn tháng tư nè, hoặc là vấn đề cháy lá, và cả vấn đề nấm hồng á, thì nó sẽ quản lý được rất là tốt. Và nó giãn cốm á, cho nên là khi bà con phun á thì nó cũng sẽ là mát. Để mà chúng ta phun giai đoạn này chúng ta không có sợ ảnh hưởng đến cái mầm nha, thì chúng ta có thể phun ướt thân nhánh nè, mà lá trong và phủ ngoài lá luôn, thì nó sẽ phòng ngừa được vấn đề cháy lá luôn, cũng rất là hay ha bà con. Đối với thời điểm này chúng ta mưa mà chúng ta thấy là mưa rồi nắng gắt lại á, thì cái sự diện sụt riêng chúng ta nó sẽ gây hiện tượng là nó cháy lá, cho nên bà con có thể phòng ngừa luôn cũng rất là tốt ha. Thì trung bình một gói massage này á, thì bà con có thể phun cho 200 lít nước nha bà con. Còn sản phẩm thứ ba bà con dễ tìm nhất, đối với một số bà con chúng ta lỡ mà chúng ta hiện tại mai chúng ta cắt bơi rồi mà chúng ta không có những sản phẩm này, chúng ta có thể ra tiệm ta mua cái những sản phẩm này như là Acacon hoặc là Beta. Thì đây những sản phẩm mà con dễ tìm nhà, sử dụng cũng khá hiệu quả giai đoạn này nha. Rồi thì chắc cũng sẽ kết thúc video đây, hẹn gặp bà con đi sau.